dọc theo xe buýt thôi, cứ để ngay trên xe buýt chẳng sao, rẽ trái trái đấy. Mang sáng đi làm đây rồi, thấy ít đá vào đấy, sau đi làm nước cho nó thích. Đây đúng rồi, thì quay bằng đấy. Ô, bây giờ nó thành Phong Châu đổi tên. Chắc là tư nhân nó mua lại. Chuyện ra kiểu đấy để mình có cái thông tin đấy. Thực ra nói chuyện là để cùng hiểu mà, mình có cái thông tin chứ chẳng nhẽ đặt câu hỏi thẳng thừng à, nó rất là buồn cười đúng không? Đường cao tốc rất nhiều thằng lùn, nó cứ đi qua lỗ người đó nó lùn rất là sợ. Chỉ có những trường hợp nó gây tai nạn thì bắt đầu mới biết đấy, chứ còn nó lùn nhiều lắm, đi mà không tỉnh. Bắt buộc người ta phải trèo qua. Thế thì lúc mà
điện đường ấy nó lại đẹp, nó to, 120 km/h, rất nguy hiểm. Mà nếu ông nào mà cứ đi nghĩ năng trên cao tốc ấy, mà cứ thế mà gọi là không để ý đường, là gặp một phát là phanh gấp là nguy hiểm. Cao tốc này em phải làm rất nhiều các cái biển báo trước, chứ không đợi mỗi một biển đó người ta lơ đậy cái thực để ý. Con chó, tránh con chó.